ngoại hình đáng lo ngại của nam em. Nam em gây lo lắng khi lộ diện với vẻ ngoài gầy gò, xuống sắc trong bức hình mới. Vừa qua, nam em lại tiếp tục là chủ đề bị đem ra bàn luận của netizen vì thông báo đã chia tay với bạn trai. Cô liên tiếp chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng và nói về chuyện độc thân, tận hưởng cuộc sống độc thân đi nào, ngưỡng mộ các bạn nữ tìm được người yêu bạn thật lòng. Thậm chí nam em còn đăng tin nhắn được cho là giữa cô với bạn trai cũ. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 nghi bị bạn trai cũ đòi lại số tiền 1 tỷ đồng và yêu cầu cô trả theo từng tháng. Sau lùm xùm, nam em vẫn thường xuyên chia sẻ hoạt động hàng ngày trên trang cá nhân. Mới đây, cô để lộ diện mạo lạ hoắc, gầy gò nhợt nhạt qua hình ảnh được đăng trên story. Nam em còn viết dòng chú thích, ngủ một đêm dậy mắt hai mí. So với thời điểm còn hoạt động trong showbiz Việt, có thể thấy ngoại hình hiện tại của nam em đã xuống sắc khá nhiều. Nhiều người lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của người đẹp sinh năm 1996. Trên sóng livestream vào tháng 1 năm 2024, cô từng thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Đúng là mắt hồi xưa đẹp, nhắc tới buồn nhưng biết sao giờ, đâu thay đổi được nữa đâu. Ngày xưa sợ xấu nhưng bây giờ hết sợ rồi nên cảm thấy đỡ buồn chứ ngày xưa với gương mặt này là trầm cảm, chịu không nổi đâu. Từ lúc sửa mắt bị hư, tôi thề không bao giờ đụng tới dao kéo nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được tác hại nó ghê quá nên chấp nhận xấu. Mở góc mắt to quá, mí lỗi nặng nhất, cô cho hay. Nam em công khai bạn trai vào cuối tháng 11 năm 2023. Sau khi chia sẻ chuyện tình cảm, cư dân mạng khui bạn trai nam em có quá khứ không đẹp, nợ nần chồng chất và từng có hai đời vợ. Chuyện tình của cả hai sau đó vướng không ít sóng gió và nam em phải nhiều lần lên tiếng để bảo vệ bạn trai. Sau công khai, nam em và bạn trai liên tục livestream với nhiều chủ đề gây sốc. Không những vậy, cả hai còn thẳng thắn cãi vã rồi đòi đường ai nấy đi ngay trên sóng trực tiếp. Những buổi livestream của nam em và bạn trai khiến cõi mạng xôn xao, nhiều người cũng bày tỏ sự ngán ngẩm trước những chiêu trò của cả hai. Ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông từng xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lệ nam em đối với hai hành vi: cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng.